Cầu thủ Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993 tại Đức Hòa, Long An. Cô sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Khi cô chưa biết đến bóng đá là gì thì năm 14 tuổi cô mới bắt đầu tập bóng với những tố chất đặc biệt và niềm đam mê của mình. Sau khi nghe tin Thành phố Hồ Chí Minh tuyển thủ môn nữ, Kim Thanh quyết định theo nghiệp quần áo số để phụ trang trải kinh tế cho gia đình. Kim Thanh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 2014 tham gia giải ASEAN Cup năm 2014 nhưng chỉ là thủ môn dự bị. Đến năm 2018, khi đàn chị là Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ, cô mới chính thức được bắt chính. Từ sự thăng tiến đó, cô bắt đầu sự nghiệp chơi bóng đá chuyên nghiệp của mình. Trần Thị Kim Thanh gây ấn tượng mạnh tại giải ASEAN Cup nữ năm 2022 khi trở thành người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều pha cứu thua đẹp mắt. Màn trình diễn xuất sắc đó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vé dự World Cup nữ 2023. Với chiến tích ấn tượng này, chúc cho Kim Thanh được tặng huân chương lao động hạng nhất và được AFC đặc biệt khen ngợi. Hiện tại Kim Thanh đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam.